Chị và các bạn, hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông trên cái tuyến đường 19 tháng 5. Thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ngày nay. Sân bóng đá mini của phường Văn Quán. Đây là cái chùa Bia Bà. Hôm nay Minh Toàn sẽ xin chia sẻ đến quý bà con của bác về cái cuộc sống cũng như là về Văn Quán, phường Văn Quán của quận Hà Đông, Hà Nội ngày nay. Ta đang đi hướng từ phía đường 19 tháng 5, nhưng chúng ta đi hướng về phía đường Chiến Thắng đấy. Trước mặt chúng ta là Hồ Văn Quán Hà Đông, nơi mà tụ họp các cái bạn văn trẻ thanh niên nam nữ buổi tối hay về đây ngồi uống nước ở xung quanh Hồ Văn Quán. Đây là Hồ Văn Quán. Hồ Văn Quán thì trước đây có tên là Hồ Than Thở. Và khi mà chúng ta về mà hỏi Hồ Văn Quán thì nhiều người biết. Nhưng mà hỏi Hồ Than Thở thì một số cô chú ngày xưa ở khu vực này mới biết được là đấy là Hồ Than Thở mà thôi. Đây là cái trường tiểu học ở Văn Mai, tiểu học và trung học cơ sở. Đây là cái phía sau của Học viện An ninh Nhân dân.
ta đang lưu thông, đây là lưu thông phía trước chúng ta, mặt chúng ta là cái đường mà đường chiến thắng này đấy, đằng trước là đường chiến thắng. Và cũng thú thật với các bạn là mình toàn đang đi tìm giúp một cái văn phòng cho người em ở Hà Nội, nên mình toàn cũng ghi lại một số hình ảnh để gửi đến các bạn luôn. Và bây giờ khu vực này nó không có nhà nữa, mình toàn sẽ đi thẳng ra phía Hồ Văn Quán. Mời các bạn cùng mình toàn chúng ta đi ra Hồ Văn Quán nhé. Toàn sẽ rẽ đường này. Đường này có một cái trường tiểu học Văn Mai đây, tiểu học và trung học cơ sở Văn Mai. Còn trước mặt chúng ta là Hồ Văn Quán, hay còn gọi là Hồ Than Thở. Đây là Hồ Văn Quán. Nên thưa các bạn, ở Hồ Văn Quán thì vào cái thời gian này nước nó cũng không được sạch lắm, nhưng mà nó cũng không có mùi. Chứ còn cách đây khoảng 3 năm đổ về trước, mình toàn ở khu vực này và ở Hồ Văn Quán này thì cái mùi nước bốc lên một cái sự mùi hôi thối không hề nhẹ. Và đợt này thì hồ này được cải tạo, nó sạch sẽ hơn rồi các bạn. Đây có những xe hút nước ở đây này, hút nước. Xe môi trường đang hút nước. Thank you.
buổi ban ngày thì các quán nước nhưng trước mặt chúng ta thì đang có nhiều khách. Còn ở xung quanh hồ thì buổi tối thì cái hồ phía bên kia, hồ bé bé phía bên này là nhiều các bạn sinh viên ra đây uống nước hơn, bởi vì là xung quanh khu vực quán quán này cũng có rất là nhiều trường đại học. Chính vì thế mà các bạn ra ngồi uống nước ở khu vực xung quanh hồ rất là đông. Và đây mình toàn sẽ đi khu vực này chút nữa để cho quý bà con của bác hiểu thêm về văn quán Hà Đông nhé. Khu này là khu các cái khu biệt thự các bạn ạ, biệt thự ở văn quán. Và những người có tiền thì và có điều kiện thì mới ở quanh cái khu vực văn quán này thôi. Chứ còn quanh khu vực văn quán này thì nhà đất rất là đắt đỏ. Giờ mình toàn sẽ đi sang phía khu vực Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Chính như thế mà video này mình toàn xin phép dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con của bác trong video tiếp theo. Cảm ơn quý bà con của bác đã theo dõi và xem video này. We'll be right back.